Mời các anh xơi nước. Cảm ơn con. Thôi thì các cô cứ sắp xếp cho bọn tôi chỗ nào cũng được. Bọn tôi đi điền dã nhiều rồi, nên cũng dễ thích nghi. Có điều các cô cố gắng cho anh em chúng tôi ở gần một chút. Anh em chúng tôi đất khách quê người, lại không biết tiếng của đồng bào dân tộc, nên ở cạnh các cô giáo thì yên tâm hơn. À, hay là trước mắt các anh cứ ở tạm chỗ của chúng tôi nhé. Như thế thì sao được? Vậy các cô ở đâu? Chúng em có 2 phòng ngủ mà. Để em dọn dẹp cho các anh 1 phòng. Như thế thì còn gì bằng. Làm phiền các cô quá. Tiện đây tôi cũng muốn gửi cho các cô một chút tiền để các cô mua hộ nước với cả gạo, đồ gia dụng nữa. Ê, anh cất tiền đi. Bọn em ở đây lúa gạo cũng sẵn, mà thời gian rảnh rỗi chị em chúng em cũng tăng gia sản xuất được, cho nên các anh đưa tiền cũng không biết tiêu vào việc gì cả. Không được, chuyện gì ra chuyện đấy. Với lại các cô đã giúp cho bọn tôi chỗ ăn chỗ ở là chúng tôi mừng lắm rồi, nên cô cứ cầm đấy. Cái gì ra cái đấy, như thế nó mới vui, đúng không? Thôi, thế có gì các anh cứ ngồi đây uống nước rồi nghỉ ngơi nhá. Chị em chúng em tranh thủ xuống bếp nấu cơm, rồi mình cùng ăn. Ôi, phiền hai cô quá. Hay là để anh em chúng tôi giúp. Các anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Chuyện bếp núc là của chị em phụ nữ chúng em mà. Anh, bây giờ tính sao? Hay rồi, bây giờ mọi chuyện bắt đầu từ thằng Lử. Ở trên này họ dễ tin người thật. Thôi, cố gắng mà diễn cho tròn vai nhé. Em biết rồi. Em chào anh. Cho anh 1 phòng này. Dạ, em cho em xin chứng minh nhân dân đấy ạ. Em xin, em gửi anh. Alo, hàng sắp về rồi nhá. Yên tâm, ông này chơi được. Cứ xong tiền đi, rồi mình lên đón. Sao, công xá của tao á, cứ thêm một vài giá vào đấy là được. Anh em với nhau ngại gì? Có gì cứ gọi tao nhá. Chào mừng anh Lê Viết Tình. Chào mừng em Lê Viết Tình. Mời anh. Mời anh ạ. Lần này lên có tin vui gì không em? Dạ báo cáo anh. Lần này sếp em lên đây là có mang theo 5 tỷ tiền mặt và một ít hàng hóa để ủng hộ bà con vùng bị thiên tai vừa qua anh ạ. Thật không biết nói gì để cảm tạ tấm lòng của anh và cán bộ nhân viên của Oan Linh. Thật ngưỡng mộ, thật là có tấm lòng từ bi bác ái. Vâng, anh quá khen. Thưa với anh là thấy bà con mình hoạn nạn, trong tâm mình thấy xót thương quá anh ạ. Ngày mai tôi và tập đoàn sẽ xuống tận cơ sở bị thảm họa, trao tận tay bà con. Chỉ mong anh điện xuống cho các đồng chí lãnh đạo cơ sở phối hợp với đoàn. Được. Có cần truyền thông báo chí gì không anh? Dạ thưa anh, thực ra thì liên quan đến việc thiện nguyện, chủ tịch em không muốn rình rang, kẻo người ta bảo mình làm nêm ạ. Nhưng nghĩ lại, nếu không có truyền thông thì khó tạo phong trào tương thân tương ái, đồng bào hỗ trợ nhau trong cơn hoạn nạn. Dạ. Lòng tốt thì cũng cần có tính lan tỏa mà anh. Thế này, lát nữa anh sẽ điện thoại sang đài truyền hình và báo tỉnh
họ sẽ tháp tùng anh để đưa tin tại vùng thiên tai. Cảm ơn anh ạ. Dạ, lại là phiền anh ạ. Mời anh. Dạ, mời anh ạ. Dạ, mời. Dạ, mời anh ạ. Cảm ơn em. Mời anh ạ. Anh Tuất, việc xây dựng tổ bóng lót đã tới đâu rồi? Dạ, báo cáo anh, tổ bóng lót đã vào vị trí rồi. Thế đã xâm nhập được sâu chưa? Tình hình thế nào? Hiện tại thì anh em đang tìm cách tiếp cận. Trước mắt báo cáo anh là đã xây dựng được một cơ sở tại cái lớp cấm bản. Ừ, tốt. Dạ. Anh này, dạ, dặn anh em á, đừng để các cô giáo mang bầu tâm sự trước khi chúng rút nha. Thủ trưởng vui tính quá. Phải tin tưởng cán bộ chiến sĩ của mình chứ ạ. Mời, xin mời. Tập đoàn Lo Linh hỗ trợ giúp đỡ địa phương nhiều, chúng tôi đã làm được gì đâu. Phải nói là trong những năm qua, các công tác thiện nguyện của các anh rất nhiều, đã tạo nên thương hiệu tập đoàn nhân ái. Thật cảm phục anh. À, người có tâm, có tài như anh Đức đây thật hiếm có. Dạ. Được anh khen như thế thì tôi phải nhớ đến già đấy ạ. Tôi sinh ra trong nghèo khó, trong vất vả. Bây giờ có được chút tiền, anh tính là chết có mang đi được đâu. Thế nên tâm nguyện của tôi là chia sẻ nhiều cho người nghèo, càng nhiều càng tốt anh ạ. Người có tấm lòng Bồ Tát như anh Đức đây thật hiếm có. Quả đúng như cái tên Đại Đức. À, à, vợ chồng thằng con nuôi tôi, thằng Tuất ấy, là ngưỡng mộ anh lắm đấy. À, có phải là cái cậu là phó phòng cảnh sát ma túy của công an tỉnh không ạ? À đúng rồi. Thế thì lúc nào anh phải cho anh em tôi gặp nhau? Quanh đi quần lại, rồi cũng là anh em một nhà thôi mà anh. Mời anh. Ừ. Mời các em. Mời anh ạ. Cờ Long đâu nhỉ? Dạ, báo cáo anh, đội ba có chút việc với Mười Kim, em cử cậu Long sang đây công tác. Đừng nói là anh cử cậu ta vào tổ bọc lót, tôi không yên tâm đâu. Ok à, tổ kia em cử Vũ Huy Lâm mà. Thế à? Vâng ạ. Được rồi, anh phải báo cáo hàng ngày và hướng dẫn nghiệp vụ cho anh em, đừng để sơ sẩy nhé. Thủ trưởng yên tâm, việc đấy em thạo rồi. À, ba cái dự án của các anh ở đây vốn đầu tư mấy trăm triệu đô. Dạ. Phải nói rằng anh là nhà đầu tư lớn nhất của tỉnh. Tỉnh trải thảm để mời chào các anh. Quan Linh cứ làm các công tác thủ tục và triển khai hồ sơ xin phía bộ. Dạ. Thế còn địa phương chúng tôi thì hoàn toàn ủng hộ các anh bằng cả hai tay. Dạ thưa anh, có sự hỗ trợ của anh thì lo gì tập đoàn chúng ta không thành công đâu nhỉ? Giới thiệu với anh, Tú, tiến sĩ luật, tu nghiệp ở Anh về. À, bây giờ là trợ lý riêng của tôi. Ừ. Tú sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ giấy tờ trình anh, chỉ mong anh ký cho vào ngày sớm nhất ạ. Tuổi trẻ tài cao. Được đi tháp tùng xếp Đức thế này chả mấy mà thành danh em ạ. Em không dám ạ. À, tôi lại vừa đi công tác ở châu Âu về, có chai rượu nhiều năm tuổi. Ừ. Biếu anh để anh tiếp khách. Đấy, anh cứ hay khách sáo. Anh em bây giờ là người trong nhà rồi. Dạ. Anh nhận cho tôi vui. Gửi anh nhận cho sếp em vui ạ. Lần sau đừng có thế nhá. Dạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Chủ tịch Tập đoàn An Linh lên phát biểu cùng nhân dân. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, Tập đoàn An Linh có một chuyến đi dọc tuyến phía Bắc đến với bà con. Chúng tôi rất vui được lãnh đạo Đảng ủy ban nhân xã tạo điều kiện để cho tập đoàn chúng tôi chia sẻ những phần khó khăn đối với bà con trong xã. Sau đây trân trọng kính mời các hộ gia đình chúng ta lên sân khấu để nhận những phần quà, những tấm lòng từ cán bộ công nhân viên của tập đoàn O Linh.
Em nghe đây. Được ạ. Thì em bắt xe đi luôn. Nhưng mà chắc chưa mai mới tới nơi được. Ok. Yến, bà có đi học luôn không? Bà đi trước đi. Thôi, mình đi. Alo. Alo. Chào em. Mình có thể gặp nhau một lúc để nói chuyện được không? Được. Ý của em là được. Anh cần kín đáo một chút. Em có thể tìm một rạp chiếu phim rồi mua trước cho anh hai vé được không? Được. Này, đi học thôi. Đi. Thì Mừng Kim thế nào? Đã kết nối được trong ngoài chưa? Dạ. Báo cáo giám đốc đến thời điểm này thì chưa. Nhưng đã có cách tiếp cận với khu trang trại rồi. Anh đăng ký xem. Trước mắt thì cái tổ bọc lót ấy đã xây dựng được một cơ sở ở một cái lớp tấm bản. Dạ. Ở gần cái khu trang trại ấy đang nắm tình hình và có thông tin là... Là sao? Dạ. Có thông tin cho biết là ở trong mới có một người dạy võ kỹ đáng bảo vệ. Theo em nghĩ thì có khi chính ý là cậu chiều của mình đấy ạ. Cứ phải phá án thế nào anh hả? Báo cáo chưa có gì mới. Chúng tôi vẫn đang chờ. Hiện tại cậu chưa đang ở Hà Nội theo một yêu cầu của tên Trư. Sao ạ? Ở Hà Nội? Thế này là thế nào ạ? Như anh Tuất vừa nói là chỗ kia vẫn dạy võ trong trang trại. Thế này là thế nào? Việc cấm người bên ngoài mà trinh sát di chuyển đi, mình không hề hay biết gì cả. Thế thì sao gọi là bọc lót là yểm trợ? Dạ. Báo cáo giám đốc, hiện tại tổ bóc lót chưa tiếp cận được với trang trại, cho nên không hiểu được mọi diễn biến bên trong trang trại là chuyện rất bình thường ạ. Nhưng mà lẽ ra cái việc này anh Hà phải báo cáo cho mọi người biết thì mới đúng chứ ạ. Thế này thế nào anh Hà? Cách đây một tuần, cậu Chiều có điện cho tôi đề xuất là chưa công bố thông tin này sau khi biết có một tổ trinh sát ở bên ngoài. Những một tuần như thế này là không được. Anh là chỉ huy cơ mà. Thế là thế nào? Phải chăng cậu Triều không tin tưởng, nghi ngờ anh em đồng đội? Trách nhiệm phải thuộc về anh Hà. Anh phải nói cho cậu Triều biết để phối hợp trong ngoài hành động thống nhất với nhau, đạt hiệu quả cao thì mới đúng chứ. Theo tôi, việc cậu Hà không thông tin cho mọi người biết, đấy là điều không nên. Anh Hà, anh nói rõ cho tôi nghe xem nào. Báo cáo, sau vụ bắt thằng Vinh, sâu chuối với cả một số cái sự kiện khác, nên cậu Triều có đề xuất tôi chưa thông báo việc cậu ta rời khỏi trang trại và cho rút tổ bọc lót về. Thắng, bổ sung thêm thông tin đi. Dạ, báo cáo giám đốc. Theo thông tin mà tôi được biết thì sau khi lên Mừng Kim được 3 ngày, đồng chí Vũ được điều đi làm việc khác. Việc bám trang trại chỉ còn lại một mình đồng chí Lâm, và sau đó đồng chí Long được điều sang. Anh Tuấn, dạ.
Thế là sao anh Tuất? Dạ. Tại sao anh giúp cậu Vũ đi? Anh điều quân kiểu gì đấy? Dạ. Xin giám đốc bớt giận ạ. Thú thật với giám đốc là hôm mới sang, anh em bên đấy không biết bấu ở đâu. Em rút ruột quá, em đành chia làm hai mũi. Kiểu cậu Vũ đi nắm thông tin về tên trùm và tìm cách tiếp cận với trang trại. Thế còn điều cậu Long đầu đinh sang để làm gì? Báo cáo anh, vụ án lần trước còn có một đầu việc bên Mường Kim chưa xác minh được. Em cử cậu Long đầu đinh sang đấy để xác minh. Thì em tính là sau khi cậu Vũ nắm được thông tin, nắm tình hình đầy đủ rồi thì bàn giao lại cho cậu Long, rồi cậu Vũ rút về hỗ trợ cho tổ cậu Lâm ạ. Theo tôi, hiện giờ chưa có việc gì, ta nên rút tổ của cậu Lâm về. Để ở bên ngoài nguy hiểm lắm, lỡ xảy ra lọt lộ thông tin ra bên ngoài thì hỏng hết. Còn ai có ý kiến gì khác không? Hôm nay tôi nghiêm khắc phê bình anh Hà vì cái lỗi ém thông tin. Anh đã vi phạm vào chế độ báo cáo thông tin. Lính tráng thì người ta có thể không thích nhau, thậm chí ghét nhau. Nhưng mình là chỉ huy, mình không thể chạy theo như thế được. Mình phải là trung tâm đoàn kết của anh em chứ. Anh Tuất đó, anh điều quân kiểu gì? Rất khó hiểu. Nhiệm vụ quan trọng như thế mà anh thao tác rất bừa bãi, không thể chấp nhận. Em tiếp thu ạ. Nếu chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ kỷ luật đấy. Mà tháng này anh Hà, anh Tuất nhận cờ xanh đi. Còn cái việc người của ta đã rút khỏi trang trại rồi, cho nên không cần cái tổ bọc lót nữa. Rút hết về đi. Sao? Tình hình biên giới như thế nào rồi? Dạ, dọc chuyến từ Lào sang, tất cả đang an ninh bất động. Kỳ này tụi nó đánh mạnh quá, hở thằng nào mất thằng đấy. Em tính chuyến này hàng từ Cam vào Nam, còn lại là khách lo. Tốt, lòng vòng như thế là tốt đấy. Bọn chúng không thể nào đoán ra được. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Chuông reo là bắn. Lần này tận 2 tấn đấy nhá. Dạ, em hiểu rồi. Anh đeo quả khẩu trang ở trong rạp luôn đấy à? Anh xin lỗi, tại vì anh có đuôi. Anh làm gì mà bị người ta theo dõi? Chuyện dài lắm. Đến một lúc nào đó anh sẽ nói với em. Em cứ tin, bạn của em chắc chắn không phải là người xấu. Hôm nọ anh có nói chuyện với Huy Ạt. Anh ta nói em và anh ta là một cặp.
Đúng vậy. Lâu chưa? Anh hỏi làm gì? Vậy tại sao hôm nay em vẫn đợi anh ở đây? Là anh muốn gặp mà. Tôi thấy hơi thất vọng. Anh ghen à? Không, chỉ là hơi hụt hẫng. Vì sao? Vì anh đã... Tôi đã... Anh đã... Mà tôi... Không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Sao em lại cười? Anh dễ đầu hàng quá nhở? Không phải là đầu hàng, mà là không muốn xen vào tình cảm của người khác. Anh tin người quá rồi đấy. Cái tay huy ạt đó, gặp ai mà chẳng nhận là người yêu. Anh ta không phải là gu của em. Em nói thật chứ? Tôi... Anh không muốn bị tổn thương. Chuyện của em sao anh lại tổn thương? Có liên quan gì nhở? Có thể thời gian chưa đủ để cho em hiểu anh, cũng như là anh hiểu về Lan. Nhưng anh nghĩ những người dám xông vào chỗ chết để cứu tính mạng của người khác chắc chắn không phải là người xấu. Kể từ vụ thằng Tòng, không lúc nào anh không nghĩ đến em. Nó như một nỗi ám ảnh vậy. Anh chính là người bịt mặt hôm đó. Tại sao anh lại giấu em lúc gặp nhau ở chỗ Huy An? Đôi khi cảm nhận sẽ có kết quả tốt hơn là nhìn bằng mắt. Có những chuyện bây giờ anh chưa giải quyết xong nên chưa thể nói cho em biết được. Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ nói để cho em hiểu về con người của anh. Cũng xin em đừng nói cho ai biết là em đã từng gặp anh. Anh rất nhớ em. Nhớ nhiều lắm. Dạ em nghe.
mình mà mạnh tay quá, nhỡ bọn nó thịt thằng kia thì sao? Thế ạ? Em sẽ làm ngay ạ. Chuyện gì vậy anh? Có lệnh rút rồi. Cái gì? Vất vả lắm mới vào được đây, sao lại rút? Đừng hỏi tại sao. Bây giờ làm cách nào viết một bức thư để đưa cho thằng Lử? Viết cái gì mà sao lại đưa cho thằng Lử? Thì mình viết cái nội dung nó đơn giản thôi, coi như là mình hỏi thăm sức khỏe thằng kia và dặn nó là bao giờ hàng về thì nhớ báo tin ra ngoài. Không được, lỡ lọt vào tay bọn kia thì phải làm sao? Cái này mình viết ý, có phải để cho nó đọc đâu, mà nó về Hà Nội hơn một tuần nay rồi. Bây giờ nhá, nó đã bị lộ, mình chỉ cần nhắn cho nó một cái tin, bảo nó là đừng có quay trở lại đây nữa, vẹn cả đôi đường. Lại... Mày ở đâu? Thấy cái bản này làm gì? Mày vừa lấp cấm bản xuống phải không? Ờ, phải thì sao, mà không phải thì sao ạ? Thằng này láo nhỉ? Ôi, cái bình tĩnh anh ơi! Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước trên phong trần. Trong vắng yêu thương, chìm sâu những lặng cấm, mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, chắc tối rồi nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa đau, mất nước mắt cùng người đầu. Dù dòng đời cuộn trong phong lòng ta dược lửa khát khao. Cậy thần, thần cậy cây lá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.